ông anh đeo cả túi à? Anh bán túi à? Ôi em. Này mấy em phát vào em. Đây, giới thiệu với em nhá. Một cây này. Hai cây này. Nguyên gôn phải trắng em nhá. Đấy, ba cây này. Được nhiều đấy. 5 cây anh nhá. Đây là dòng iPad mini 5 em nhá. Đấy. Này lên cho em nguyên một màu. Nguyên hai màu này. Đây cho em thấy góc cạnh máy nhá. Có thể thấy là nguyên keng. Đấy, nguyên gôn phải trắng nhá, cực kỳ đẹp luôn. Hàng zin đâu đẹp. Đấy, em có thể thấy đây. Đấy, pin thì được ghi ở mặt lưng rồi. Em có thể thấy đây nhá. Đấy, một con ví dụ cho em xem. Đấy. Hàng tiêu chuẩn keng 99 nhá. 9 là đến keng chặt nha em nhá. Đấy. Về dòng mini 5 này em có thể thấy là kích thước màn hình. Đấy, kích thước màn hình lên đến là 7.9 inch. Đấy, chip Apple A13. Đấy, màn hình 7.9 inch em có thể thấy là cực kỳ nhỏ gọn. Anh có thể đút được 5 cây iPad. Đấy, trong một cái túi. Mức giá ra ngoài thì bây giờ khoảng từ 5 củ đấy, từ 5 củ bản 4G nhá. Đấy, bản 4G lắp SIM. Em có thể giải anten đây nhá. Bản 4G lắp SIM. Riêng cái dòng này. Đấy, còn đấy. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đấy nhá, muốn mang tay anh cầm này. Đấy, cầm hết cả 5 cây luôn. Để đút túi mang đi mang lại cực kỳ thuận tiện. Mức giá 5 củ thì bây giờ nào. Đó có rất là xứng đáng ấy. Liên hệ ngay cho bên anh nhá. Và số điện thoại để cho phần mô tả cho cá nhân. Đấy. Liên hệ ngay để có nhiều ưu đãi em nhé. Đấy, cái bát mini 5 4G và 6 tư kỷ giá hơn 5 củ.